Nay mình sẽ quay món hộp gà lộn nướng muối ớt bằng nồi chiên không dầu nha các bạn. Nguyên liệu này gồm có hộp gà lộn, muối ớt, đường, garam và lát thêm một miếng nước mắm và tương ớt nữa nha mấy bạn. Giờ mình sẽ bỏ hộp gà vô để luộc trong nước sôi 10 phút nha. Đây nè, gà lộn này trứng nhỏ 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 à. Luộc trong 10 phút nha mấy bạn. Trong lúc thời gian lại luộc trứng gà thì mình sẽ đi rửa garam rồi mình pha cái nước để lắc nướng. Mình sẽ quay cách pha cho mấy bạn nha. Trong đây có gồm có một chén khoảng một muỗng tương ớt và hành lá nha mấy bạn. Mình sẽ bỏ thêm miếng ớt vô. Đây có một muỗng miếng ớt nhà làm. Đó. Một xíu nữa. Nếu mấy bạn ăn cay nhiều mấy bạn có thể bỏ thêm ớt vô nha, ớt cháy vô nha. Này thì mình nửa muỗng được. Bạn chanh vô. Có hành lá, tương ớt, muối ớt, đường. Rồi mình đánh tan lên. Có rau răm đúng không ạ? Mới rửa rau răm rồi. Giờ mình đánh tan cái hỗn hợp nãy mình nấy lên nha. Đó. Rồi. Cái này thì chén mình để sẵn, rót sẵn rau răm ở dưới. Giờ trứng đã được luộc 10 phút rồi mấy bạn. Giờ mình sẽ đập trứng vô nha. Sau khi luộc 10 phút trứng rồi chín đó mấy bạn, mình sẽ rớt ra cái tô nước lạnh này cho nó mau nguội nha. Này cái thử 6 trứng rồi vô chén rồi nếu mà còn nhiều rửa sống thì mình lấy thêm. Rồi trứng gà lộn nó nhỏ lắm đó, không có bự như trứng vịt. Một chén mình nướng được 3 trứng. Đó, rồi. Rồi giờ mình sẽ đập vô cái chén mình đã gót garam sẵn nha mấy bạn. Nè, mình đã đập mỗi chén 5 trứng nha mấy bạn, 5 trứng hộp gà lộn nha. Ở dưới đây có garam lót. Rồi mình sẽ chan nước sốt lên. Bên đây nữa. Và mình sẽ bỏ vô nồi chiên nha các bạn. Ở trong trứng gà này nó cũng có nước của trứng gà sẵn một ít rồi. Nè mấy bạn thấy không? Rồi mình sắp vô nồi chiên, mình bỏ thêm một ít garam lên trên nữa. Rồi. Bỏ vô nồi chiên nha mấy bạn. Dạ, mình giờ mình sẽ bỏ vô nồi chiên nha. Đây. Cũng bị ngon. Dặn nha mấy bạn. Nướng 10 phút nha. 7 phút thôi. Phút thôi. 180 độ. Chưa cháy đèn. Nướng 7 phút nha các bạn. Các bạn, mình chỉnh là 180 độ nha. À, cái này là chỉnh khoảng 7 phút. Đó, tại vì cái trứng vịt của mình, ổ trứng gà lộn của mình là chín rồi. Thì mình chỉ còn nướng 7 phút thôi là ăn được rồi nha. Nhảy giờ nha bạn. Mình kéo ra coi thơm không. Ồ, ra nước quá trời ra nước luôn mấy bạn. Này mà mấy bạn có độc phộng mấy bạn rắc lên nha. Mình thử nha mấy bạn. Mình lấy ra ngoài, lấy muỗng múc thử ăn nha. Rồi mình múc thử ăn nha mấy bạn. Tại ăn còn nóng á. Mình sẽ thổi thử nha.
Rồi mình sẽ thử nha mấy bạn. Đây. Vừa ăn lắm bạn, ngon nha. Các bạn thấy hay đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.